ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Hello, chào mừng quý chú anh chị quay lại với channel bên Trần Anh Ô Tô nha. Lời nói đầu tiên cho Trần Anh xin chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các hương thân phù lão và toàn thể tất cả các cô chú anh chị trên 63 tỉnh thành. Hôm nay Trần Anh lại review tiếp một mẫu xe Ford Everest, một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ anh chị nha. Bận cho em nói một bộ áo màu hồng phấn, đồng sơn đẹp chất sơn rin còn. Xe này một chủ từ đầu luôn nè. Bản số 60V9302. Biểu tượng mặt cái lăng trước của Ford. Máy dầu, máy 2.5 bản NMT. Xe này đâu đó mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này 7 lít trên 100km thôi. Kết hợp bề ba ghe các chân đầy đủ tính năng anh chiếc xe rồi. Anh chị ạ, chất sơn rin còn khá là nhiều anh chiếc xe nha. Biểu tượng Ford Everest. Vỏ này 4 quả vỏ còn được tương đối thôi, 50%. Mâm là mâm đúc nha, gầm bề ở trong nè. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Dòng này là bánh treo nha cô chú anh chị. Mâm đúc nguyên bản nè, còn một cái ốp chụp nữa nha để cho anh bắt vô sau. 60V39302. Đẹp chưa? Sơn si đẹp, nội thất ok lắm. Đây phần nội thất nè, keo chỉ nó rin hết nè. Sơn rin phủ lên tới 75% trên chiếc xe luôn cô chú anh chị ạ. Hai bên đẹp như nhau, đây là ghế nè, ghế da nha cô chú anh chị nha. Nhìn rất là mới. Dòng này kết hợp là ba dàn lạnh, một trước hai sau, chủ nhà đã lên full trần 5D hết toàn bộ rồi. Nách cửa nè, từ những con tán bản lề đẹp như thế này. Keo chỉ là rin hết 100% nha, không một dấu hiệu là móp méo nha cô chú anh chị nha. Xe bao lỗi cuối 2008 đầu 2009. Dòng này sẽ có dù ghe, tay nắm nè, inox nè, bốn cánh chính điện đầy đủ tính năng nè. Keo chỉ nè, mạc tem nguyên bản rin nè. Đấy, rin chưa? Cực kỳ là đẹp luôn. Hai bên từ những con tán bản lề, keo chỉ rin hết từ A đến Á. Đây là phần ghế phía trong nè. Sạch sẽ, nội thất cực kỳ là sạch. Vô lăng tích hợp là bốn chấu biểu tượng của Ford nha. Dòng này sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Côn ga số không một dấu tích là phai mờ. Củ số là rin nguyên bản là trang bị màn hình cam đầy đủ tính năng cho chiếc xe rồi. Trần tấm chống nắng trên trần rin hết nha cô chú anh chị nha. Xe này bên Trần Anh cũng dọn tới nóc rồi. Bà con có bác mua về chỉ biết chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa nha. Đẹp chưa? Đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Đây là phần tắp bi cửa bên phụ nè. Keo chỉ nè, bon điện nè, rin nè, 100% luôn, không mất một phân chỉ nào. Lóc khóa che an toàn hai bên nè. Keo chỉ rin hết nha cô bà con. Hai bên đẹp như nhau nè. 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Xe có đẹp hay không quay kỹ phần nách cho cô chú anh chị coi nè. Đây nách cửa nè, không mất một phân chỉ nào luôn nha. Bầu ơi thương lấy cánh cùng nha, tuy rằng khác cửa em nó không mất phân chỉ nào. Phần tắp bi đẹp như nhau. Chuẩn chỉ, keo chỉ rin 100% luôn, hai bên đẹp như nhau nè. Đây là phần ghế, nội thất sạch sẽ bên phụ chưa. Trải nghiệm cùng với anh vô phần máy nha. Nội thất đẹp rồi. Lấy về là chỉ việc chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Dòng này sẽ trang bị là ABS form mới, vô lăng trợ lực nhẹ tưng, trợ lực cực kỳ là nhạy nha cô chú anh chị nha. Máy lạnh nè. Mở một phát có lạnh nè. Cửa gió chỉnh thông minh nè. Đây cô chú anh chị nè, chỉnh gió nè. Củ số nè, rin nguyên luôn. Khay học con ngựa, tẩu sạc thuốc, thắng tay. Chìa khóa nguyên bản nè, chìa khóa nguyên bản của Ford nè. Lóc khóa mở cửa từ xe của Ford luôn nè. Máy êm lắm, bà con lấy về bà con chạy thôi. Dàn lạnh phía sau, ba chế độ chỉnh đèn sáng tối còn đang hoạt động luôn. Nét chưa? Cực kỳ là nét. Xi nhan trên gương chiếu hậu, hai cụm đèn vuông nguyên bản của dòng Ford Everest nhé. Đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Anh chị trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Cục máy cực kỳ là êm ái luôn. Đây cô chú anh chị, trên nắp capo
Đây là bon điện cho nó carbon là không một dấu tích là đâm pe, biểu tượng của Forin hết nha. Keo chỉ nè, keo chỉ rin 100%, từ phần nỉ cách nhiệt còn nguyên bản như thế này. Hai bên nè, hai bên là chuẩn nha, chuẩn 100%, xe này một chủ từ đầu luôn á. Hai bên lườn của em nó không có dấu hiệu là móp méo. Boe lưỡi gà còn nguyên bản nè, rin chưa. Đây là điểm mấu chốt rất là quan trọng, cuối 208 đầu 209 sẽ là form mới dù ghe. Đây là cục dù ghe nè, đó bà con coi đời 207 và đời 208 giữa không có cục dù ghe này nha. Cục dù ghe này chạy nhẹ gần như ga điện đó, chẳng anh xin nhắc lại. Sử dụng toàn bộ qua quạt ly tâm, xài toàn bộ dây có loa kem hết toàn diện nha cô chú anh chị nha. Cục máy đang hoạt động đây. Dòng này sẽ trang bị là ABS chống bó cứng phanh. Đây là bơm dầu đang hoạt động nè cô chú anh chị ạ. Phấn son 7 màu còn rin như thế này. Trang bị bình khô, hai bên lườn đẹp như nhau nhá. Mạc tem nguyên bản của em nó nè. Cục máy khá là êm ái. 1, 2, 3, 4 dòng này xài trang bị là 4 bếp dầu nha cô chú anh chị nha. 4 cái bếp heo. Cục máy đang hoạt động nè. Đây là trải nghiệm vườn máy cùng với Trần Anh nè. Chất chưa? Máy rất là êm, đi đôi cho em nó là turbo nha. Đây là ống dẫn hơi của turbo nè cô chú anh chị ạ. À. Đây là turbo nè, cụm turbo nè. Xe không một dấu hiệu đâm va móp méo trước xe đâu. Bà con có bác lấy về chỉ việc chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe nữa nha. Xe là không có dấu hiệu là đổ hơi nè. Đấy chuẩn chưa. Máy cực kỳ là êm. Êm chưa. Rất là tuyệt vời. Mẫu xe này bà con lấy về đi rẫy đi rừng rất là ok. Dòng này sử dụng trục lép dẫn động cầu sâu, 7 lít dầu trên 100 km thôi. Sơn xi đẹp không một dấu hiệu trời xước. Đây là phần cánh sau nè cô chú anh chị nè. Cánh sau là rin từ ra đến né luôn nha. Keo chỉ phía trong nè, đẹp như nhau, lóc khóa cho em an toàn ở phía sau luôn. Xe đẹp hay không cô quay kỹ phần nách nè. Đó, từ phần nách đổ xuống là bon điền nè, rin như thế này. Đẹp và cực kỳ là chuẩn xác nha. Dòng này cô chú anh chị có thể gấp ghế lại. Là phía sau chúng ta có một băng chứa đồ cực kỳ là lớn nha cô chú anh chị nha. Đây nè. Đó, gấp ghế lại nè, phía sau nè. Một băng chứa đồ cực kỳ là lớn luôn. Chuẩn chưa? Đây là phần gầm của em Ford Everest, cục máy nè. Cục máy khá là khô ráo nè. Đó, cục máy khô ráo chưa? Cầm về là không có dấu hiệu là mục một. Chết không? Không một dấu tích là mục một nha cô chú anh chị nha. Cục máy quá ok. Bà con có bác đam mê về mẫu Ford Everest 2008 cuối 2008 đầu 2009 này thì alo cho Trần Anh ô tô. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này nhé. And see you and goodbye.